Nội dung chính: 1. Bác tài xế đổi đời chỉ nhờ một bí quyết đơn giản. 2. Kiếm tiền online bằng cách đi theo bóng mặt trời. 3. Ưu điểm và nhược điểm của kinh doanh bán hàng online và kinh doanh cổ phiếu online. 4. Tặng tài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Để xem trọn bộ video học kinh doanh miễn phí, bạn hãy vào trang web khoahockinhdoanh.com. Để download tài liệu học kinh doanh miễn phí, bạn hãy vào trang web kinh doanh123.com hoặc bấm vào link download bên dưới phần mô tả. Hôm nay, Akira chia sẻ cho bạn câu chuyện về một bác tài xế lái xe đã tạo ra cả gia tài khổng lồ chỉ nhờ một bí quyết vô cùng đơn giản, đó là đi theo bóng mặt trời. Đây chính là bác tài xế lái xe cho ông Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng Kông. Bác tài xế, sau 30 năm lái xe cho tỷ phú Lý Gia Thành, nay đã đến tuổi nghỉ hưu. Lý Gia thấy vậy, liền ngỏ ý tặng ông 2 triệu đô Hồng Kông để ông dưỡng già. Bác tài xế liền từ chối và nói, bản thân tôi đã để giành được 20 triệu đô Hồng Kông từ khi lái xe cho ông. Lý Gia Thành thấy lạ, liền hỏi, mỗi tháng lương của lái xe khoảng 6.000 đô, vậy làm sao trong 30 năm lại có 20 triệu đô? Mỗi lần nghe ông nói chuyện qua điện thoại, muốn mua cổ phiếu nào đó sắp lên giá, là tôi liền ghi chép và lấy tiền tiết kiệm mua một ít. Bây giờ, tính ra số tài sản đó cũng được 20 triệu đô rồi. Vậy tôi hỏi bạn, bài học rút ra là gì? Bác tài xế đã áp dụng phương pháp đi theo bóng mặt trời, tức là tìm một hình mẫu tài giỏi, rồi đi theo họ để học hỏi và làm theo. Nói cách khác, khi bạn học hỏi từ người tài giỏi, bạn sẽ được mở rộng tầm nhìn, và tầm nhìn sẽ quyết định tầm vóc của bạn. Anh cho vài ví dụ thực tế được không? Cầu thủ bóng đá xuất sắc của Việt Nam là Công Phượng, liên tục học tập hình mẫu là ngôi sao bóng đá số 1 Hàn Quốc để thành công hơn. Chân Tử Đan liên tục học theo thần tượng võ thuật Lý Tiểu Long và đã trở thành diễn viên và nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất thế giới. Khi còn trẻ, Warren Buffett đã miệt mài học hỏi và làm theo thầy Benjamin Graham là chuyên gia phân tích chứng khoán, cực kỳ tài giỏi lúc bấy giờ. Nhờ vậy mà ngày nay, ông đã trở thành tỷ phú và là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Muốn kiếm tiền online thì làm thế nào để tìm được mặt trời? Muốn kiếm tiền online ở Việt Nam thì cách đơn giản nhất là bạn tìm một cao thủ trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu rồi bắt chước mua theo họ. Hôm nay, tôi giới thiệu cho bạn ông Dominic, đến từ nước Anh, là chủ tịch của đế chế kinh doanh cổ phiếu lớn nhất Việt Nam, mang tên Dragon Capital. Tôi tạm gọi là con rồng trỗi dậy. Nếu đầu tư theo chân ông Dominic từ sớm, thì bạn đã kiếm được những khoản lợi nhuận trong mơ. Năm 1991, ông Dominic đến Việt Nam với mục đích ban đầu là để học tiếng Việt. Năm 1994, Mỹ gỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng tích cực mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư. Ngay lập tức, ông đã nhìn thấy cơ hội khi Việt Nam được xem là con rồng đang trỗi dậy và quyết định thành lập đế chế đầu tư mang tên con rồng trỗi dậy. Ông đã quyết định mua cổ phiếu của công ty sữa Việt Nam Vinamilk từ rất sớm. Giá cổ phiếu Vinamilk đã tăng hơn 15 lần, giúp ông thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Cách đây vài năm, ông đã liên tục mua thêm cổ phiếu của Thế giới Di Động, vượt cả Vinamilk, để trở thành khoản đầu tư lớn nhất của quỹ con rồng. Và điều gì đã xảy ra? Cổ phiếu Thế giới Di Động đã tăng gấp 5 lần, và liên tục lập đỉnh mới. Nếu lúc đó bạn đọc báo, nhìn thấy quỹ con rồng của Dominic mua cổ phiếu Thế giới Di Động, và bạn cũng mua theo, thì bây giờ bạn đã có trong tay số tiền gấp 5 lần. Tiếp theo, quỹ của Dominic cũng đã kinh doanh cổ phiếu VNG của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thời bây giờ, gia đình nào tổ chức đám cưới thì phần lớn sẽ đến đây mua nữ trang, vàng bạc để tặng cô dâu. Ông Dominic, thay vì mua nữ trang VNG thì lại mua cổ phiếu VNG. Kết quả là, cổ phiếu VNG tăng phi mã, và nhóm quỹ con rồng đã tiến hành chốt lời hơn 1 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, quỹ của Dominic cũng đã từng mua cổ phiếu FPT của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, và hiện tại vẫn đang nắm giữ, chưa chịu bán ra. Lý do là vì, cổ phiếu FPT vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất lớn, đón đầu làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quỹ của Dominic có được mọi người tin tưởng hay không? Quỹ của Dominic được tỷ phú Bill Gates tin tưởng. Bill Gates có một tổ chức từ thiện và dùng tiền để ra tiền bằng cách rót tiền cho các quỹ khác để kinh doanh cổ phiếu. Một trong số đó là quỹ con rồng trỗi dậy. Tổ chức từ thiện của tỷ phú Bill Gates đã rót thêm 12,4 triệu đô la vào quỹ con rồng trỗi dậy, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,34%, trở thành cổ đông lớn nhất của quỹ đầu tư này. Bạn vào trang web của quỹ này sẽ thấy, tổ chức từ thiện của Bill Gates chính là cổ đông rót tiền nhiều nhất vào quỹ. Ông Dominic là ai mà lại kinh doanh cổ phiếu hiệu quả như vậy? Ông Dominic đến từ nước Anh, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm kinh doanh cổ phiếu từ London đến Hồng Kông và đã chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo. Ông theo học tiếng Việt ở trường Đại học Hà Nội. 2 năm trước khi sáng lập đế chế tài chính con rồng trỗi dậy, hiện đang quản lý 1,3 tỷ đô la Mỹ. Ông được trao tặng huân chương OBE từ Nữ Hoàng Anh năm 2006 và huân chương lao động từ Chủ tịch nước Việt Nam năm 2014. Ông Dominic có nói được tiếng Việt hay không? Đây là đoạn phỏng vấn Dominic và ông đã trả lời bằng tiếng Việt. Cái vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài là 7,5 tỷ đô, tức là gần phần nửa của cái FDI, tức là một con số rất là lớn. Nếu nói riêng về thị trường chứng khoán, tức là không nói đầu tư gián tiếp mà nói chung, thì chắc là phải trên 1 tỷ, thậm chí trên 2 tỷ đô. Thậm chí tôi đọc sáng nay đó là cái thị trường IPO của Việt Nam là đứng số 1 của cả khu châu Á trong năm nay. Làm thế nào để biết quỹ của Dominic mua cổ phiếu gì? Bạn gửi email cho Akira theo địa chỉ quỹ đầu tư gì @gmail.com. Tôi đọc lại, quỹ đầu tư gì @gmail.com. Chú ý, quỹ đầu tư gì là viết liền nhau và viết không có dấu. Tôi sẽ gửi bản cập nhật các mã cổ phiếu mới nhất cho bạn. Kinh doanh cổ phiếu online là như thế nào? Bản chất của việc kinh doanh là mua giá thấp, bán giá cao. Tôi lấy ví dụ về kinh doanh bán hàng online. Bạn vào trang web thương mại điện tử của Trung Quốc, mua hàng với giá thấp, nhập hàng về Việt Nam, rồi bán lại với giá cao. Nghĩa là bạn có lãi nhờ tiền chênh lệch, mua giá thấp, bán giá cao. Kinh doanh cổ phiếu online cũng tương tự như vậy. Bạn lên mạng, đặt mua cổ phiếu với giá thấp, rồi dùng phần mềm online, đặt bán lại với giá cao. Và bạn cũng hưởng tiền chênh lệch, mua thấp bán cao giống như vậy. Hai mô hình kinh doanh online này khác nhau ở đâu? Điểm khác nhau là ở sự cạnh tranh. Kinh doanh bán hàng online thì bạn phải mất thời gian quản lý hàng tồn kho, đóng gói ship hàng, viết bài, chăm sóc khách hàng, tốn tiền chạy quảng cáo. Và càng nhiều người bắt chước, cạnh tranh khốc liệt với bạn thì bạn càng khó bán. Còn kinh doanh cổ phiếu online thì bạn không cần kho chứa hàng, không mất thời gian đóng gói. Và đặc biệt là càng nhiều người bắt chước tham gia thì tất cả đều có lợi. Vì sao càng có nhiều người kinh doanh cổ phiếu thì tất cả đều có lợi? Đối với bán hàng online, nếu có quá nhiều người cùng kinh doanh một sản phẩm, thì họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, kìm hãm lẫn nhau. Cuối cùng, phải bán hạ giá, bán lỗ, thậm chí phá sản. Còn đối với kinh doanh cổ phiếu, nếu nhiều người cùng mua một cổ phiếu, thì giá cổ phiếu đó sẽ tăng, và tất cả đều có lợi. Ví dụ, nếu bạn bắt chước nhà đầu tư nước ngoài, mua cổ phiếu Thế giới Di Động hoặc Vingroup, thì bạn đã kiếm được rất nhiều tiền. Đây là biểu đồ giá cổ phiếu của Thế giới Di Động. Cổ phiếu này được nhà đầu tư nước ngoài rất yêu thích. Càng có nhiều người tham gia mua thì giá cổ phiếu càng tăng. Còn đây là biểu đồ giá cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Các quỹ đầu tư nước ngoài ào ạt đổ tiền mua cổ phiếu Vingroup, góp phần đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Sự đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay là đầu tư vào chính bản thân mình. Chương trình được thực hiện bởi Akira và Cộng sự tại Nhật Bản. Để xem tất cả các câu hỏi của học viên và câu trả lời kèm tư vấn đầu tư của Akira, từ trước đến nay, bạn gửi email cho tôi về địa chỉ chứng khoán 319@gmail.com. Tôi đọc lại, chứng khoán 31. Don't work for money. Make it work for you. Đừng làm việc vì tiền, hãy bắt đồng tiền làm việc cho mình. Nhiều bạn ở Việt Nam gửi câu hỏi cho Akira với nội dung như sau. Em muốn đầu tư chứng khoán, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Quy trình đầu tư chứng khoán gồm 4 bước. Bước 1. Mở tài khoản chứng khoán trên mạng, hoàn toàn miễn phí. Bước 2. Nạp tiền vào tài khoản, rồi dùng số tiền đó để mua cổ phiếu. Bước 3. Đăng nhập vào hệ thống để chọn mua cổ phiếu. Bước 4. Bán cổ phiếu thu tiền về, sau khi giá cổ phiếu tăng lên. Ở bước 1, mở tài khoản không tốn phí à? Làm thế nào để mở tài khoản vậy Akira? Bạn hãy vào Google, tìm kiếm với từ khóa công ty chứng khoán thì sẽ thấy danh sách một số công ty chứng khoán tại Việt Nam. Hãy chọn một công ty chứng khoán có uy tín, rồi vào xem trang web của họ. Tiếp theo, bạn hãy bấm nút mở tài khoản, rồi điền đầy đủ thông tin đăng ký vào là xong. Mở tài khoản là không mất tiền, bạn cứ thoải mái đăng ký để lấy tài khoản, rồi đăng nhập vào bên trong, để khám phá hệ thống của họ. Có nhiều thứ rất hay ở bên trong đang chờ bạn. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo đó, cả nước có hơn 2 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong đó, số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 1,3%, tương đương 25.864 tài khoản. Ở bước 2, vì sao phải nạp tiền vào thì mới mua cổ phiếu được? Muốn bắn súng thì phải có đạn, muốn xe chạy thì phải đổ xăng. Tài khoản chứng khoán giống như một chiếc điện thoại di động, bạn đã có điện thoại mà không nạp tiền vào thì làm sao gọi được? Ở bước 3, đăng nhập vào đâu vậy? Sau khi mở tài khoản xong, bạn sẽ được cấp tên đăng nhập và mật khẩu để vào hệ thống giao dịch. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, mọi việc đều có thể làm trên mạng, rất tiện lợi và nhanh chóng. Bạn không cần phải đi đến sàn chứng khoán làm gì, mất thời gian và tốn tiền xăng. Ở bước 3 và 4, làm thế nào để mua bán cổ phiếu? Sau khi đăng nhập vào bên trong, hệ thống phần mềm mua bán chứng khoán online sẽ hiện ra như thế này. Đây là bảng giá chứng khoán. Bạn hãy bấm vào nút đặt lệnh ở đây. Màn hình đặt lệnh mua cổ phiếu sẽ hiện ra như thế này. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đặt mua cổ phiếu. Ví dụ, tôi mua cổ phiếu Vinamilk thì nhập mã chứng khoán là VNM. Sau đó, nhập mức giá cổ phiếu hiện tại vào đây. Ví dụ, giá 135.300 đồng thì điền 135.3. Sau một thời gian, giá cổ phiếu tăng lên và cao hơn 52,9% so với lúc tôi mua. Nghĩa là, nếu tôi bán cổ phiếu thì sẽ lãi được 52,9%. Tôi bấm vào nút bán ở đây để bán cổ phiếu Vinamilk. Tôi đặt lệnh bán cổ phiếu với giá 207.000 bằng cách nhập số 207 vào đây. Như vậy, sau khi bán thành công, số tiền gốc của tôi đã tăng lên khoảng 52%. Số cổ phiếu càng nhiều thì số tiền lãi càng lớn. Đợi vài ngày sau, tôi có thể rút tiền ra được. Bán cổ phiếu xong thì làm thế nào để rút tiền ra? Vài ngày sau khi bán cổ phiếu xong, tôi vào mục chuyển tiền trực tuyến để rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình. Tôi chọn tài khoản Vietcombank tại đây và nhập số tiền cần rút vào. Tiếp theo, tôi nhập mật khẩu rồi bấm nút chuyển tiền là xong. Tiền sẽ về tài khoản ngân hàng của tôi trong vòng 24 giờ đồng hồ. Anh Akira cho ví dụ về những cổ phiếu nổi bật trên thị trường chứng khoán được không? Bạn sẽ lãi lớn nếu mua cổ phiếu Vinamilk, Vingroup, Thế giới Di động, Vietjet từ sớm. Những công ty này có đặc điểm chung là đội ngũ lãnh đạo rất tài giỏi. Ví dụ thứ nhất là ông Phạm Nhật Vượng, vị lãnh đạo với tầm nhìn tuyệt vời, đã đưa Vingroup trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Giá cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp 3 lần chỉ sau 9 tháng. Ví dụ thứ hai là ông Nguyễn Đức Tài, vị chủ tịch rất giỏi về quản trị và công nghệ, đã xây dựng thành công chuỗi bán lẻ Thế giới Di động, Điện máy xanh, có mặt ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Giá cổ phiếu Thế giới Di động đã tăng gần gấp 4 lần chỉ sau 2 năm. Ví dụ thứ ba là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet Air. Đây là nữ doanh nhân có bản lĩnh khác biệt và thần thái tự tin đã giúp hãng hàng không giá rẻ Vietjet phát triển thần tốc. Giá cổ phiếu Vietjet đã tăng gần gấp 3 lần chỉ sau 9 tháng. Việc đầu tiên bạn cần làm là liên hệ công ty chứng khoán để mở tài khoản ngay. Mở tài khoản không mất gì, tại sao không thử? Em đang sống ở rất xa, không thể đi đến công ty chứng khoán được thì phải làm sao bây giờ? Ngày xưa, khi chưa có Internet, bạn phải trực tiếp đi đến công ty chứng khoán để làm thủ tục, rất mất thời gian. Nhưng bây giờ, là thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hầu hết mọi việc đều có thể làm trên Internet, rất tiện lợi. Khi người khác không hiểu, đó chính là cơ hội của bạn. Chương trình được thực hiện bởi Akira và Cộng sự tại Nhật Bản. Để xem trọn bộ full bài giảng chứng khoán, bạn gửi email cho tôi về địa chỉ chứng khoán 319@gmail.com. Tôi đọc lại, chứng khoán 319@gmail.com. Nội dung chính: 1. Câu chuyện đầu tư thành công nhờ bắt chước. 2. Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng. 3. Quỹ đầu tư chọn mua cổ phiếu gì? 4. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu gì? Để tham gia khóa học chứng khoán online miễn phí, bạn hãy vào trang web khoahockinhdoanh.com. Để download tài liệu học chứng khoán miễn phí, bạn hãy vào trang web đầu tư chứng khoán.org hoặc bấm vào link download bên dưới phần mô tả. Hôm nay, Akira chia sẻ cho bạn một câu chuyện có thật về cô thư ký trở thành triệu phú nhờ âm thầm bắt chước đầu tư giống hệt sếp của cô. Cô Sylvia Bloom làm việc tại một công ty luật. Nhiệm vụ của cô là hỗ trợ giám đốc giải quyết công việc, bao gồm cả các khoản đầu tư chứng khoán cá nhân của ông ấy. Mỗi khi giám đốc đầu tư cổ phiếu, cô đã giúp ông mua cổ phiếu đó, và đồng thời cũng dùng tiền riêng của mình để mua một ít cho bản thân. Qua nhiều năm, cô đã lặng lẽ tích lũy hơn 9 triệu đô la, nhờ bắt chước danh mục đầu tư chứng khoán của giám đốc. Ở Việt Nam thì nên bắt chước ai bây giờ? Đơn giản nhất là bơi theo cá mập, nghĩa là mua cổ phiếu theo các nhà đầu tư lớn. Có rất nhiều bạn gửi câu hỏi cho Akira với nội dung như sau: cách đầu tư chứng khoán đơn giản nhất là gì? Nếu bạn chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm thì nên tìm một ai đó thật sự giỏi để đi theo. Đời người, thời gian và sức lực đều có hạn. Vì vậy, bạn nên biết cách đòn bẩy kẻ mạnh, đứng trên vai người khổng lồ để đi nhanh và về đích sớm. Hãy đọc cuốn sách Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng để hiểu thêm về chiến lược này. Chắc hẳn bạn đã từng xem Shark Tank Việt Nam. Đây là chương trình truyền hình kết nối nhà đầu tư mạo hiểm, còn gọi là cá mập, với các công ty khởi nghiệp trẻ. Trong chương trình có sự xuất hiện của Shark Linh, từng là giám đốc vận hành và chiến lược quỹ đầu tư Vinamilk Capital. Câu hỏi, quỹ của Shark Linh đang đầu tư vào công ty nào? Đây là một số cổ phiếu mà quỹ này đang đầu tư với những cái tên quen thuộc như Vinamilk, thép Hòa Phát, Cảng Hàng Không Việt Nam, Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Xây Dựng Cotecon, Hàng Không Vietjet, Công ty Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền. Một trong những cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao nhất cho quỹ Vinamilk Capital là công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, VNG. Bạn hãy lên mạng tìm bài viết cổ phiếu VNG tăng 60%, các quỹ ngoại hốt bạc để đọc thêm. Cổ phiếu Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận đã tăng trưởng rất tốt, mang về khoản lợi nhuận gần gấp đôi cho quỹ này. Các quỹ đầu tư lớn có một đội ngũ phân tích rất tài giỏi, vì vậy hãy theo dõi hành động mua bán cổ phiếu của họ. Ngoài ra, có một quỹ đầu tư khác tên là Mekong Capital, cũng đã lái đậm nhóm mua bán cổ phiếu Việt Nam. Quỹ này đã mua bán các cổ phiếu sau đây. Thứ nhất là cổ phiếu Traphaco, thuộc top các doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Thứ hai là cổ phiếu tập đoàn Lộc Trời, chuyên sản xuất lúa gạo và nông dược, có thị phần lớn nhất Việt Nam. Thứ ba là cổ phiếu Thế giới Di Động, sở hữu chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Bạn có thể tìm trên mạng các bài báo sau đây để đọc thêm. Quỹ Mekong thắng lớn khi mua bán cổ phiếu Thế giới Di Động. Quỹ Mekong lãi cả chục lần khi mua bán cổ phiếu dược Traphaco. Quỹ Mekong lãi đậm khi mua bán cổ phiếu lúa gạo Lộc Trời. Tóm lại, chiến thuật đầu tư mang tên bơi theo cá mập, nghĩa là mua theo những gì người nước ngoài mua. Bạn có thể theo dõi động thái mua bán của nhà đầu tư nước ngoài để bắt chước họ. Anh cho vài ví dụ mua theo nhà đầu tư nước ngoài được không? Tôi lấy một ví dụ về cổ phiếu của hãng hàng không giá rẻ Vietjet. Đây là biểu đồ giá cổ phiếu Vietjet. Cột màu xanh hướng lên ở đây chính là khối lượng mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài. Họ đã liên tục mua gom cổ phiếu Vietjet ngay ở chân sóng. Cột màu đỏ hướng xuống ở đây chính là khối lượng bán dòng của nhà đầu tư nước ngoài. Họ bắt đầu bán ra chốt lãi ở đây, thu về số tiền gần gấp đôi. Như vậy bạn thấy đấy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua bán cổ phiếu rất thông minh. Tôi lấy thêm một ví dụ về cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát. Nhà đầu tư nước ngoài miệt mài gom mua cổ phiếu Hòa Phát ngay ở chân sóng. Và họ quyết liệt bán ra chốt lãi ngay ở vùng đỉnh, thu về lợi nhuận gần gấp đôi. Và thêm một ví dụ về cổ phiếu SCS của công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, chuyên cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nước ngoài âm thầm gom mua cổ phiếu SCS nhưng vẫn chưa bán, giá cổ phiếu cứ đi lên bất chấp thị trường. Akira đã phát hiện ra cổ phiếu này ngay từ lúc họ đột nhiên mua với số lượng lớn. Vậy nghĩa là mình dập khuôn 100% theo nhà đầu tư nước ngoài ạ? Không hẳn là bắt chước hoàn toàn. Cổ phiếu nào thỏa mãn phương pháp ăn con cá kiểu Nhật của Akira thì mới mua theo, còn không thì bỏ qua. Làm thế nào để phát hiện nhà đầu tư nước ngoài đang mua cổ phiếu gì? Cách 1 là bạn xem trên bảng giá chứng khoán. Bạn mở bảng giá chứng khoán ra, ở tận cùng bên phải có cột DTNN, có nghĩa là đầu tư nước ngoài. Cột bên trái ở đây là số lượng cổ phiếu nước ngoài đặt mua. Còn cột bên phải là số lượng cổ phiếu nước ngoài đặt bán. Đặc biệt chú ý các cổ phiếu mà nước ngoài mua nhiều nhưng không bán. Đã là hàng tốt thì họ chỉ mua thêm và giữ chặt, chứ ít khi bán ra. Cách 2 là bạn vào akirale.com /nước ngoài. Trên trang web akirale.com /nước ngoài có gì hay? Thứ nhất, đội ngũ phân tích của Akira tại Nhật Bản có chia sẻ danh sách các mã cổ phiếu Việt Nam nằm trong danh mục của quỹ đầu tư Nhật Bản. Thứ hai là danh sách tổng hợp các cổ phiếu Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tuần qua. Bạn hãy vào akirale.com /nước ngoài để xem thêm thông tin chi tiết. Nội dung chính: 1. Cổ phiếu có dễ bán không? Có khi nào bán không ai mua? 2. Cổ phiếu Thế giới Di động có dễ bán không? 3. Cổ phiếu gì khó bán? Ví dụ. 4. Cách chọn mua cổ phiếu, sau này dễ bán lại. Rất nhiều người gửi câu hỏi liên quan đến mua bán chứng khoán cho Akira với nội dung như sau. Cổ phiếu có dễ bán không ạ? Anh ơi cho em hỏi, ví dụ, em mua chứng khoán, nếu em bán, thì có bán được ngay không ạ? Hay phải đợi người mua? Mình bán, thì ai mua nhỉ? Có khi nào, bán không ai mua không anh? Akira xin trả lời một cách đơn giản như sau. Trên thị trường chứng khoán có hai loại cổ phiếu, đó là cổ phiếu dễ bán và cổ phiếu khó bán. Nếu bạn biết cách chọn mua đúng cổ phiếu tốt và hấp dẫn, thì sau này rất dễ bán. Tương tự như khi mua điện thoại, nếu bạn mua iPhone, thì sau này sẽ dễ bán lại, vì có rất nhiều người khao khát muốn mua nó. Nhưng nếu bạn mua điện thoại Trung Quốc, như Oppo, Lenovo, thì sau này rất khó bán, hoặc cho dù bán được, thì phải đợi rất lâu mới có người chịu mua. Câu hỏi, anh Akira cho một ví dụ về cổ phiếu dễ bán được không? Tôi lấy ví dụ về cổ phiếu của công ty cổ phần Thế giới Di động, hiện nay đang sở hữu chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy xanh, bách hóa xanh trên toàn quốc. Mã chứng khoán là MWG, là viết tắt của ba chữ Mobile World Group. Tôi muốn bạn ghi nhớ câu nói. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là hiểu rõ hiện tại và quá khứ. Bạn muốn biết sau này cổ phiếu có dễ bán hay không, thì hãy xem tình hình hiện tại và quá khứ của nó. Có 3 cách để kiểm tra xem cổ phiếu có dễ bán hay không, đó là: cách 1, xem dữ liệu giao dịch mua bán cổ phiếu đó trong quá khứ. Cách 2, xem biểu đồ khối lượng khớp lệnh mua bán là nhiều hay ít. Cách 3, xem bảng giá chứng khoán để biết bên mua có nhiều hay không. Đầu tiên, cách 1, xem dữ liệu giao dịch mua bán cổ phiếu đó trong quá khứ. Đây là dữ liệu giao dịch cổ phiếu Thế giới Di động. Bạn thấy đấy, ngày 21 tháng 8, khối lượng khớp lệnh là hơn 612.000 cổ phiếu, nghĩa là có hơn 612.000 cổ phiếu đã được mua bán thành công. Tương tự, ngày 20 tháng 8 cũng có hơn 812.000 cổ phiếu được mua bán. Thậm chí ngày 14 tháng 8 có hơn 1 triệu cổ phiếu được bán từ người này sang người khác. Như vậy, cổ phiếu Thế giới Di động được giao dịch vô cùng sôi động, nếu ai đã mua cổ phiếu này thì rất dễ bán. Cách 2, xem biểu đồ khối lượng khớp lệnh mua bán là nhiều hay ít. Số liệu ở cột khối lượng khớp lệnh được thể hiện trên biểu đồ như thế này, cho dễ theo dõi. Bạn thấy đấy, cột khối lượng dày đặc như thế này chứng tỏ cổ phiếu Thế giới Di động được mua bán sôi động quanh năm suốt tháng. Cách 3 là xem bảng giá chứng khoán để biết bên mua có nhiều hay không. Bạn hãy nhìn vào đây, trong một ngày, tổng số cổ phiếu đã được bán từ người này sang người kia là hơn 612.000 cổ phiếu. Ngoài ra, bên mua đang đặt mua với khối lượng 3 là hơn 10.000 cổ phiếu, khối lượng 2 chờ mua là hơn 9.000 cổ phiếu. Như vậy, có rất nhiều người quan tâm đến cổ phiếu Thế giới Di động. Vậy còn cổ phiếu khó bán ví dụ là gì? Tôi lấy ví dụ về cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Long, hiện đang vận hành hãng taxi Hoàng Long, thương hiệu xe taxi quen thuộc đối với những ai đang sống ở Sài Gòn. Mã chứng khoán của Hoàng Long là HLG. Cách 1, xem dữ liệu giao dịch mua bán cổ phiếu đó trong quá khứ. Bạn thấy đấy, khối lượng khớp lệnh của Hoàng Long rất thấp. Ngày 21 tháng 8 chỉ có 100 cổ phiếu được bán, ngày 20 tháng 8 chỉ có 60 cổ phiếu. Thậm chí các ngày ở đây còn chẳng bán được cổ phiếu nào. Cách 2, xem biểu đồ khối lượng khớp lệnh mua bán là nhiều hay ít. Bạn thấy đấy, cột khối lượng thưa thớt, mỏng và thấp như thế này chứng tỏ cổ phiếu Hoàng Long mua bán rất điều hưu, gần như ế hàng. Cách 3 là xem bảng giá chứng khoán để biết bên mua có nhiều hay không. Bạn hãy nhìn vào đây, khối lượng được mua và khối lượng chờ mua rất thấp. Điều này chứng tỏ chẳng mấy ai quan tâm đến cổ phiếu của Hoàng Long. Bài học rút ra là gì? Tôi muốn hỏi bạn một câu, cổ phiếu của công ty tốt và căn hộ chung cư bất động sản, mua cái gì dễ bán hơn? Bạn hãy đọc bài báo, nỗi khổ người mua chung cư, mua dễ, bán khó như lên trời. Những lý do khiến căn hộ dễ mua nhưng khó bán, đó là chung cư sau nhiều năm sử dụng sẽ rơi vào tình trạng xuống cấp, hệ thống phòng cháy chữa cháy không an toàn, và đa số khách hàng chỉ quan tâm đến các dự án mới mở bán, chứ không thích mua chung cư cũ. Đối với đầu tư bất động sản, khi bạn cần tiền ngay để cho con cái đi du học hoặc chữa bệnh khẩn cấp, thì có muốn bán ngay cũng không phải dễ. Bạn phải chờ đợi khá lâu, phải mất thời gian cho khách đi xem nhà, phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Còn đối với đầu tư chứng khoán, nếu bạn biết cách chọn đúng cổ phiếu tốt, thì sau này cần tiền có thể bán lại ngay trong ngày. Trước khi mua một cổ phiếu, bạn nên kiểm tra xem khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó trong quá khứ là như thế nào. Nếu cột khối lượng cao và dày đặc, giống như Thế giới Di động, thì an tâm mà mua, vì sau này rất dễ bán. Akira sẽ hướng dẫn cụ thể cách xem dữ liệu khối lượng giao dịch, xem biểu đồ chứng khoán và cách bán cổ phiếu nhanh nhất trong các bài giảng chuyên sâu của tôi. Lưu ý, sau khi chọn được cổ phiếu, bạn cần phải biết cách xem biểu đồ chứng khoán để chọn thời điểm mua bán tốt nhất. Sự đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay là đầu tư vào chính bản thân mình. Chương trình được thực hiện bởi Akira và Cộng sự tại Nhật Bản. Để xem tất cả các câu hỏi của học viên và câu trả lời kèm tư vấn đầu tư của Akira, từ trước đến nay, bạn gửi email cho tôi về địa chỉ chứng khoán 319a@gmail.com. Tôi đọc lại, chứng khoán 319a@gmail.com. Nội dung chính: 1. Mua cổ phiếu để đó 1 năm, có bị mất không? 2. Kẻ trộm có thể lấy cắp cổ phiếu được không? 3. Bảo mật cổ phiếu qua tin nhắn điện thoại như thế nào? 4. Bán cổ phiếu xong thì làm sao rút tiền ra? Rất nhiều bạn gửi câu hỏi liên quan đến mua bán chứng khoán cho Akira với nội dung như sau. Cho em hỏi, em mua cổ phiếu Vinamilk, cứ để đó 1 năm hay 2 năm thì có mất không ạ? Cho em hỏi, nếu mình không bán, mình để lâu có bị sao không ạ? Cho em hỏi, em mua cổ phiếu và để sau 1 năm mới bán, có được không ạ? Akira xin trả lời như sau, mua cổ phiếu để lâu không bị mất, vì công ty chứng khoán có trách nhiệm bảo quản toàn bộ số cổ phiếu đó cho bạn. Mua cổ phiếu cũng tương tự như mua vàng. Khác nhau là ở chỗ, mua vàng thì bạn mang vàng về nhà cất giữ, nhưng rất nguy hiểm vì có nguy cơ bị kẻ trộm lẻn vào nhà lấy cắp. Mua cổ phiếu thì công ty chứng khoán sẽ có trách nhiệm bảo quản cổ phiếu cho bạn ngay trên hệ thống online. Vì sao không mua cổ phiếu trực tiếp mà phải thông qua công ty chứng khoán? Bây giờ bạn muốn mua vàng thì không thể đến mỏ vàng để mua được, mà phải đến các cửa hàng vàng bạc đá quý. Đây mới là nhà bán lẻ, phân phối vàng miếng ra thị trường. Tôi giải thích sơ qua về hình vẽ này như sau. Các doanh nghiệp như Vinamilk, Thế giới Di động, Vietjet, vân vân đưa cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán. Họ đóng vai trò là nhà phát hành. Bạn muốn mua cổ phiếu thì không thể mua trực tiếp ở sở giao dịch chứng khoán, mà phải thông qua đại lý, là công ty chứng khoán. Họ đóng vai trò là nhà phân phối và chịu trách nhiệm quản lý cổ phiếu cho bạn, không để xảy ra tình trạng mất mát. Câu hỏi, kẻ trộm có thể đột nhập vào tài khoản chứng khoán để lấy cắp cổ phiếu của tôi hay không? Câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn đang lo lắng liệu chứng khoán có bị mất cắp giống như đồng tiền ảo Bitcoin hay không. Trên thực tế, Bitcoin bị tin tặc đánh cắp hoặc chuyển từ người này sang người khác một cách dễ dàng, vì nó hoàn toàn ẩn danh nên không ai biết được. Nhưng chứng khoán thì không. Vì hệ thống giao dịch chứng khoán được bảo mật theo 3 lớp rất chặt chẽ và không cho phép kẻ trộm dễ dàng đột nhập để lấy cắp cổ phiếu. Kẻ gian muốn đánh cắp tài sản của bạn thì phải qua 3 lớp bảo mật như sau. Lớp bảo mật thứ nhất, kẻ gian phải có được tên đăng nhập và mật khẩu để vào tài khoản chứng khoán của bạn. Lớp bảo mật thứ hai, kẻ gian phải kiểm soát được tin nhắn điện thoại của bạn. Vì mỗi lần bạn mua bán cổ phiếu hoặc rút tiền ra, hệ thống sẽ gửi tin nhắn chứa mã số xác nhận vào điện thoại của bạn. Bạn phải nhập đúng mã số đó vào thì mới thực hiện được lệnh mua bán hoặc rút tiền. Lớp bảo mật thứ ba, kẻ gian phải kiểm soát được tài khoản ngân hàng của bạn thì mới rút được tiền. Vì hệ thống chỉ cho phép rút tiền vào tài khoản chính chủ của bạn đã đăng ký ban đầu, chứ không cho phép rút tiền vào tài khoản người lạ. Câu hỏi, mã số xác nhận gửi vào tin nhắn điện thoại là cái gì vậy? Tôi lấy ví dụ về chuyển tiền ngân hàng trực tuyến cho bạn dễ hiểu. Mỗi lần bạn thanh toán online qua Internet, ngân hàng sẽ gửi một mã số bất kỳ vào tin nhắn điện thoại của bạn. Bạn mở tin nhắn điện thoại ra xem, rồi nhập mã số đó vào trang thanh toán. Như vậy, cơ chế bảo mật xác thực giao dịch với mã số như vậy rất hay ở chỗ là, dù bạn bị đánh cắp tài khoản ngân hàng, thì kẻ xấu vẫn sẽ không thể lấy cắp tiền được nếu không có mã số gửi vào điện thoại của bạn. Chứng khoán cũng tương tự như vậy. Cứ mỗi lần bạn giao dịch, công ty chứng khoán lại gửi một mã xác thực khác nhau vào điện thoại của bạn. Bạn xem tin nhắn, rồi nhập mã số đó vào để xác nhận chính chủ, thì mới có thể mua bán cổ phiếu hoặc rút tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bán cổ phiếu xong thì làm thế nào để rút tiền ra? Vài ngày sau khi bán cổ phiếu xong, tôi vào mục chuyển tiền trực tuyến để rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình. Tôi chọn tài khoản Vietcombank tại đây và nhập số tiền cần rút vào. Tiếp theo, tôi nhập mật khẩu rồi bấm nút chuyển tiền là xong. Tiền sẽ về tài khoản ngân hàng của tôi trong vòng 24 giờ đồng hồ. Làm thuê cả đời không bằng đầu tư đúng thời. Chương trình được thực hiện bởi Akira và Cộng sự tại Nhật Bản. Để đăng ký sử dụng, hệ thống tuyển chọn cổ phiếu tốt, hệ thống lọc cổ phiếu nước ngoài mua nhiều và công cụ định giá cổ phiếu, bạn gửi email cho Akira về địa chỉ chứng khoán 319a@gmail.com. Tôi đọc lại, chứng khoán 319a@gmail.com. Câu hỏi, xem bảng giá cổ phiếu trực tuyến ở đâu tốt nhất vậy Akira? Bạn vào trang web của Akirale, akirale.com/bảng giá. để xem hai bảng giá chứng khoán trực tuyến tốt nhất hiện nay. Sau khi bấm vào link bảng giá chứng khoán, sẽ hiện ra như thế này. Biểu đồ VN Index ở đây phản ánh tình hình hiện tại của toàn thị trường chứng khoán đang tăng hay giảm. Cột bên trái ở đây là các mã chứng khoán. Bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột đến đây là tên đầy đủ của công ty sẽ hiện ra. Ví dụ, VHM là mã chứng khoán của công ty bất động sản Vinhome của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Còn đây là khu vực bên mua, đang đặt 3 mức giá mua khác nhau theo thứ tự từ thấp đến cao. Ngược lại, đây là khu vực bên bán, cũng đang đặt 3 mức giá bán khác nhau từ thấp đến cao. Câu hỏi, bây giờ muốn mua ngay cổ phiếu Vinamilk thì phải xem chỗ nào? Mua cổ phiếu cũng giống như đi chợ. Bạn hãy tưởng tượng như đang đi mua cá ở chợ hải sản. Bên bán cổ phiếu Vinamilk sẽ mời gọi cá Vinamilk tươi ngon đây. Có 3 nơi đang bán con cá Vinamilk với giá từ thấp đến cao, đó là giá 1 là 151,7 nghìn, giá 2 là 151,8 nghìn, giá 3 là 151,9 nghìn. Chú ý là trên bảng giá chứng khoán, người ta sẽ ghi dấu phẩy thành dấu chấm như vậy, theo chuẩn quốc tế. Bạn muốn mua ngay với giá rẻ nhất thì tìm đến đây, tức là mua đúng giá 1. Chứng khoán cũng tương tự như vậy, bạn hãy mở bảng giá chứng khoán ra, nếu muốn mua, thì hãy nhìn bên bán, và ngược lại, nếu muốn bán, thì nhìn bên mua. Nếu muốn mua, thì nhìn bên bán. Tại sao lại ngược đời như vậy? Câu hỏi rất hay. Bạn là người đi mua sắm ở chợ, thì nhìn xem các cửa hàng đang bán giá bao nhiêu, tức là nhìn bên bán. Chứ bạn nhìn bên mua làm gì? Vì họ cũng là những người đang đi mua, giống như bạn mà thôi. Bước 1, nhìn cột bên trái, tìm đến VNM. VNM là mã chứng khoán của Vinamilk. Bước 2, nhìn sang phải, sẽ thấy bên bán. Đây nghĩa là, có 2.850 cổ phiếu, đang được giao bán với giá là 151,7 nghìn đồng một cổ phiếu. Bạn muốn mua ngay, thì đặt mua với giá 1 này là được. Ví dụ, một cổ phiếu giá 151,7 nghìn. Bạn mua 10 cổ phiếu, thì cần 1.517 nghìn. Câu hỏi, tại sao trên bảng lại có đến 3 giá bán khác nhau? Điều này tùy thuộc người bán, đang muốn bán nhanh hay chậm. Ví dụ, nhóm người đặt giá 1 nói rằng, tôi muốn bán giá thấp để bán nhanh hơn. Ngược lại, nhóm người đặt giá 3 thì không cần phải nôn nóng muốn bán nhanh, mà muốn bán với giá cao hơn. Họ nói rằng, tôi bán giá cao. Sau khi hai nhóm đặt giá 1 và 2 bán hết hàng, thì khách mua sẽ tìm đến tôi. Nghĩa là, các nhóm muốn bán, phải xếp hàng như thế này. Ai bán giá thấp hơn thì được ưu tiên xếp đầu hàng. Sau khi nhóm 1 và nhóm 2 bán sạch cổ phiếu thì mới đến lượt nhóm 3. Câu hỏi, vì sao bên mua cũng có 3 mức giá khác nhau? Có 3 cô đi chợ mua cá và rất thích kỳ kèo trả giá. Người bán cá đưa ra mức giá bán là 151,7. Các cô không vội mua ngay giá đó mà trả giá rẻ hơn. Các cô nói rằng, nếu giá thấp hơn 151,7 thì em mua, không thì thôi. Trên bảng giá chứng khoán cũng tương tự như vậy, bên mua có 3 nhóm đang đi chợ. Họ muốn trả thấp hơn 151,7 để mua được giá hời, nghĩa là họ phải xếp hàng theo thứ tự giá 1, giá 2 và giá 3, lần lượt là 151,6, 151,5 và 151,4. Nhóm nào đặt mua giá cao hơn thì được ưu tiên khớp lệnh trước. Cô gái trả giá cao nhất là 151,6, người bán với giá 151,7. Cuối cùng cũng phải chịu nhượng bộ, hạ giá xuống 151,6 để bán nhanh vì người bán mất kiên nhẫn hoặc muốn bán mở hàng lấy hên. Tóm lại, có 2 cách để mua cổ phiếu. Cách 1, muốn mua ngay lập tức thì nhìn bên bán rồi mua đúng với giá 1. Cách 2, muốn mua với giá thấp hơn thì nhìn bên mua rồi đặt các mức giá ở đây và kiên nhẫn chờ đợi. Nếu bên bán có ai đó muốn bán nhanh, họ chấp nhận hạ giá bán thì bạn có thể sẽ mua được. Câu hỏi, muốn biết nhà đầu tư nước ngoài đang mua cổ phiếu gì thì xem ở đâu? Có một chiến thuật đầu tư mang tên, đi theo người khổng lồ, nghĩa là mua theo những gì người nước ngoài mua. Bởi vì họ sở hữu những khối óc rất khôn ngoan và luôn phân tích kỹ càng rồi mới quyết định đầu tư. Bạn mở bảng giá chứng khoán ra, ở tận cùng bên phải có cột DTNN, có nghĩa là đầu tư nước ngoài. Cột bên trái ở đây là số lượng cổ phiếu nước ngoài đặt mua. Còn cột bên phải là số lượng cổ phiếu nước ngoài đặt bán. Đặc biệt chú ý các cổ phiếu mà nước ngoài mua nhiều nhưng không bán. Đã là hàng tốt thì họ chỉ mua thêm và giữ chặt, chứ ít khi bán ra. Tóm lại, hãy học cách quan sát biến động trên bảng giá, bạn sẽ thấy nhiều điều hay hơn nữa. Đầu tư chứng khoán mà không học, giống như tham gia giao thông mà không biết lái xe. Sự đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay là đầu tư vào chính bản thân mình. Chương trình được thực hiện bởi Akira và Cộng sự tại Nhật Bản. Để xem phần tiếp theo, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Nhớ chia sẻ video này lên Facebook để sau này xem lại khi cần.